chào quý vị. Nhằm hưởng ứng ngày đái tháo đường thế giới 14 tháng 11, Trung tâm truyền thông và khoa nội tiết bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Embecta Việt Nam và công ty Abbott Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý đái tháo đường, chăm sóc sức khỏe toàn diện và tinh thần vững vàng. Thưa quý vị, chủ tọa buổi tư vấn hôm nay là Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Nam, trưởng khoa nội tiết bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với hai vị bác sĩ chuyên môn là tiến sĩ bác sĩ Trần Viết Thắng, phó trưởng khoa nội tiết và thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn, trưởng đơn vị tâm lý lâm sàng bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện cùng với các chuyên gia y tế với mong muốn trở thành cầu nối để giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến sức khỏe cộng đồng một cách hiệu quả, nhanh chóng và kịp thời. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên fanpage YouTube của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp trong phần bình luận để được các bác sĩ giải đáp ngay trong chương trình. Vâng, xin chào các quý khán giả đến tham gia chương trình tư vấn trực tuyến của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đề hôm nay của chúng tôi là về áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý đái đường, chăm sóc sức khỏe toàn diện và tinh thần vững vàng. Trong tháng 11 trên toàn thế giới có một ngày là 14 tháng 1 kỷ niệm ngày đái đường thế giới. Chúng tôi tham gia để chúng tôi có một cái chương trình để hưởng ứng ngày đái đường toàn thế giới. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái chủ đề sức khỏe toàn diện và tinh thần vững vàng. Như quý vị đã biết, về sức khỏe theo định nghĩa của Tổ chức Thế giới là một cái tình trạng thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội, tức là những mối quan hệ xã hội cũng thoải mái. Thì hôm nay chúng tôi sẽ có tiến sĩ bác sĩ Trần Viết Thắng và tôi là bác sĩ Nam sẽ nói về những vấn đề chăm sóc về đái đường, và chúng tôi cũng mời được thạc sĩ Nguyễn Minh Mẫn là trưởng đơn vị tâm lý lâm sàng sẽ nói về cái chăm sóc tinh thần cho người bệnh đái tháo đường. Thì phần đầu tiên tôi xin giới thiệu một số cái vấn đề về liên quan đến chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường cần phải lưu ý. Vào ngày 14 tháng 1, chúng ta sẽ có một cái ngày đái tháo đường thế giới với chủ đề năm nay là Diabetes và Wellbeing. Chúng tôi sẽ dịch là đái tháo đường và sức khỏe toàn diện. Thì trên thực tế thì người bệnh cần rất là nhiều thông tin và sự hỗ trợ từ nhân viên y tế để người bệnh có thể tự chăm sóc đái tháo đường tại nhà để có một cái sức khỏe toàn diện về thể chất và tinh thần. Thì chúng tôi cũng hy vọng là những kênh mà Bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi đã tạo ra thì tạo điều kiện cho các quý vị có thể dễ dàng để có thể tiếp cận và có thể sử dụng những thông tin này trong cái quá trình mà chăm sóc của mình, sức khỏe của mình. Thì theo thống kê trên thế giới, chúng ta thấy là có hơn 700 triệu người bị đái tháo đường, ước tính đến năm 2025. Như vậy, cứ 4 người đái tháo đường thì có 3 người mắc đái tháo đường sống ở các nước thu nhập trung bình và thấp. Nước Việt Nam chúng ta ở trong khu vực này, và một nửa người mắc bệnh đái tháo đường là chưa được chẩn đoán. Chúng ta cần phải có những chương trình tầm soát những người mà có yếu tố nguy cơ để chúng ta phát hiện sớm người bệnh đái tháo đường. Và trong cái số người bệnh mà cần phải tiêm insulin ấy, thì chúng ta thấy là cái khả năng mà tiếp cận với insulin cũng rất là khó khăn do là cái chi phí rất là cao. Và chúng ta thấy là theo thống kê ở Việt Nam hiện nay ấy, có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, và theo một số liệu của Bảo hiểm xã hội thì trong những người đái tháo đường đang được quản lý trong hệ thống của Bảo hiểm xã hội thì có đến một nửa số người này đã có một trong các biến chứng mãn tính như là biến chứng về tim mạch, biến chứng về mắt, biến chứng thần kinh và biến chứng về thận. Và tất cả những cái tình trạng này nó làm cho người bệnh giảm chất lượng cuộc sống và có thể làm tăng cái chi phí cho chính người bệnh và cho cả hệ thống y tế. Và các biến chứng của đái tháo đường thì rất là nhiều, có thể là trên những cái cơ quan như là não có thể gây ra đột quỵ, tai biến mạch máu não, hoặc là nhồi máu cơ tim, suy thận, mù lòa, và có thể ảnh hưởng đến cái lét chi và dẫn đến có thể là cắt cụt, làm chất lượng cuộc sống giảm rất là nhiều sau khi bị cắt cụt. Và đây là các số liệu của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới đã cho thấy là cỡ khoảng 1/3 số người bệnh đái tháo đường có thể là rất khó khăn trong cái việc mà duy trì một cái thái độ tích cực đối với cả tình trạng bệnh của mình. Và có cỡ khoảng 36% người bệnh là có cảm giác căng thẳng liên quan đến cái bệnh đái tháo đường, và có đến 60%
là người bệnh có những cái nỗi sợ liên quan đến cái việc mà có thể xảy ra các biến chứng trong quá trình bị mắc đái tháo đường, và tất cả những cái vấn đề về khó khăn về tâm lý này nó ảnh hưởng đến cái tinh thần và thể chất của bệnh nhân rất nhiều trong cuộc sống. Và về điều trị đái tháo đường á, thì chúng ta cần phải có một cái tiếp cận toàn diện, vừa kết hợp giữa cái biện pháp mà không dùng thuốc, đó là thay đổi chế độ ăn cho nó hợp lý và vận động thường xuyên, và kết hợp với cả các thuốc men của bác sĩ hướng dẫn sử dụng. Và chúng tôi cũng hướng dẫn cho người bệnh rất là nhiều kỹ năng mà tự chăm sóc bệnh người bệnh tại nhà, về tự thử đường huyết, tự tiêm insulin, hoặc là tự xử trí những cái vấn đề xảy ra, ví dụ như là cơn hạ đường huyết, hoặc là cơn tăng đường huyết, hoặc là chăm sóc bàn chân hàng ngày. Và chúng tôi có những cái hỗ trợ về mặt giáo dục sức khỏe nói chung, và sức khỏe về chăm sóc sức khỏe về tinh thần. Và những cái hình thức giáo dục chúng tôi có thể là tư vấn từng người bệnh sau khi mà bác sĩ khám bệnh và cho toa, thì người bệnh có thể ra cốc tư vấn để cho điều dưỡng được huấn luyện, để có thể tư vấn những cái kỹ năng để người bệnh có thể tự chăm sóc bệnh nhân tại nhà. Và chúng tôi cũng có hình thức tư vấn nhóm để hỗ trợ cho những nhóm người bệnh. Trong cái nhóm đó thì người bệnh có thể chia sẻ với nhau để cùng học, để có thể nắm vững những kỹ năng để có thể chăm sóc đái tháo đường tại nhà. Và hiện nay thì công nghệ phát triển rất là mạnh, và chúng ta có rất nhiều công nghệ hỗ trợ cho người bệnh có thể quản lý bệnh đái tháo đường một cách tốt hơn. Thì đây là một cái phương pháp mà theo dõi đường huyết liên tục, thì người bệnh có thể gắn một cái cảm biến ngay cánh tay, và có thể dùng một cái đầu đọc để có thể quét cái cảm biến đó, để có thể thấy được những kết quả được lưu lại trong cảm biến trong vòng 24 giờ liên tục. Và tất cả những kết quả này chúng ta có thể là thấy được, và có thể liên hệ với cả các cái chế độ điều trị và ăn uống để có thể là thay đổi cho nó phù hợp, để đạt được cái mục tiêu đường huyết, để ngăn ngừa các biến chứng. Và thông thường hiện nay thì cái kết quả mà theo dõi đường huyết liên tục này, nó có thể nó thấy được trong vòng cỡ khoảng từ 1 đến 2 tuần. Và tất cả những thông tin này được chia sẻ cho bác sĩ để bác sĩ có thể thay đổi chế độ điều trị phù hợp nhất cho người bệnh. Và hiện nay ở đại học chúng tôi cũng có hoạt động gọi là hỗ trợ người bệnh thông qua những cái app, ví dụ như là Zalo. Thì sau khi người bệnh được gắn các cái cảm biến theo dõi đường huyết liên tục, thì người bệnh sẽ được hỗ trợ thông qua app này. Thì người bệnh sẽ cung cấp cho chúng tôi những cái thông tin như là đo đường liên tục và những cái bữa ăn, chụp hình như trên đây, và gửi lên group, và điều dưỡng và bác sĩ chúng tôi sẽ hỗ trợ để điều chỉnh những cái chế độ ăn cho nó phù hợp với cả thuốc men, để con đạt được cái mục tiêu đường huyết về lâu dài. Và bệnh viện cũng đã phát triển ra một cái app để quản lý về sức khỏe và các cái vấn đề về thuốc, và những cái thông tin người bệnh có thể tham khảo ở trên app UnCare này. Thì trong đó thì người bệnh có thể là đặt lịch uống thuốc để nhắc nhở cho nó không có quên, tuân thủ một cách tối đa, và theo dõi các chỉ số sức khỏe như là huyết áp, đường huyết, chiều cao, cân nặng và các chỉ số sức khỏe khác. Và đây là một cái giao diện của cái UnCare. Thì người bệnh có thể là vô trong UnCare và có thể là nhập tất cả những thông số mà người bệnh có, ví dụ như là đường huyết hàng ngày, trước ăn, sau ăn, hoặc là những chỉ số như là huyết áp, cân nặng, để có thể là lưu lại ở trên app UnCare này và chia sẻ cho bác sĩ, để bác sĩ có thể điều chỉnh chế độ điều trị cho nó kịp thời. Ngoài ra còn có những cái app khác mà hiện nay chúng ta cũng có thể thấy. Thì đây là một trong những app mà đã được Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam kết hợp với cả Sanofi để cung cấp những cái thông tin chính thống nhất để cho người bệnh có thể tham khảo. Đây là một cái app iCare. Thì app iCare cũng giống như là UnCare, cũng có thể là nhập các cái chỉ số về sức khỏe như là huyết áp, cân nặng và đường huyết để theo dõi, và có thể là đưa thuốc vào để nhắc thuốc, để cho người bệnh có thể tuân trị một cách tốt nhất, để đạt được cái chỉ tiêu về các mục tiêu huyết áp, đường huyết và mỡ máu, cho nó đạt mục tiêu để ngăn ngừa biến chứng. Như vậy là về cái ứng dụng công nghệ hiện nay thì có rất là nhiều cái công nghệ có thể là hỗ trợ cho người bệnh quản lý đái tháo đường một cách tốt hơn. Như chúng ta thấy như là công cụ theo dõi đường huyết liên tục đã nói ở trên. Và thứ hai là những cái app điện thoại để giúp cho người bệnh có thể quản lý các chỉ số sức khỏe, và có thể là theo dõi được cái chỉ số sức khỏe đó về lâu dài để đạt được mục tiêu một cách dễ dàng. Và một cái công cụ khác như là chúng ta cũng có là đó là bơm tiêm insulin. Đây là một công cụ
Thay vì bệnh nhân phải tiêm hàng ngày thì người bệnh có thể dùng công cụ này để có thể kiểm soát đường huyết chặt chẽ hơn. Tuy nhiên đây là những công cụ rất là mới và chi phí cao và cần phải có sự hỗ trợ rất là chặt chẽ của bác sĩ hàng ngày. Và chúng tôi cũng đã phát triển ra những cái tài liệu tư vấn. Ví dụ đây là một cái tài liệu tư vấn mà khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển để giúp cho bệnh nhân có thể là quét những cái QR code này để vô xem những cái video clip để hướng dẫn về các xử lý các vấn đề hàng ngày như là chăm sóc bàn chân hoặc là xử lý những cái cơn hại đường huyết một cách tốt nhất khi mà ở nhà. Như vậy tóm lại là cái công nghệ đã phát triển để giúp cho người bệnh có thể quản lý toàn diện đái tháo đường để nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần. Mục tiêu cuối cùng là chúng tôi cũng mong muốn là người bệnh có thể là giảm được các biến chứng và đảm bảo được chất lượng sống cho người bệnh. Như vậy chúng ta thấy là đái tháo đường là một cái bệnh lý mãn tính mà nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng sống của người bệnh rất nhiều, đặc biệt là nó ảnh hưởng đến cái những tinh thần và những cái mối quan hệ trong xã hội của người bệnh. Như vậy để làm sao mà có người bệnh có một cái tinh thần khỏe mạnh thì chúng tôi cũng mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn sẽ trình bày về cái vấn đề là làm sao mà người bệnh có thể là chăm sóc được tinh thần một cách khỏe mạnh nhất. Xin mời thạc sĩ Mẫn. Cảm ơn thầy Nam. Kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân đái tháo đường đây là một việc rất là quan trọng. Tại sao chúng ta phải chăm sóc sức khỏe tinh thần? Vì nếu như mà mình không chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt đó, thì cái chất lượng điều trị của cho bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ không tốt, cũng như là cái chất lượng cuộc sống của cái người bệnh đái tháo đường nó sẽ không tốt. Tại sao lại có điều đó? Tại vì người ta các cái nghiên cứu mà đã được đăng ở trên cái textbook của đái tháo đường năm 2024, người ta cũng đã có nhiều cái nghiên cứu rất là quan trọng, đã thấy được rằng các cái vấn đề tâm lý thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của điều trị rất là nhiều, cũng như ảnh hưởng đến cái chất lượng sống của cái người bệnh đái tháo đường rất là nhiều. Trong những vấn đề tâm lý thường gặp đó thì cái điểm đầu tiên người ta đưa lên đó là những cái căng thẳng hay là những cái lo lắng đặc biệt về cái việc chuyện quản lý bệnh tật. Từ lúc mà chẩn đoán đái tháo đường cho đến cái việc mà trị liệu cũng như trong cái quá trình theo dõi và chăm sóc của người bệnh đái tháo đường, người ta căng thẳng vì lý do là người ta kết nối. Người bệnh thường thường là nghe tới cái chẩn đoán đái tháo đường là người ta kết nối ngay tới những cái biến chứng thiệt sự là nặng của người đái tháo đường từ rất là lâu rồi, cho nên nó sẽ đem đến cái sự căng thẳng rất là nhiều. Người ta lo lắng nhiều về những cái biến chứng mạng tính như là bị thể đái tháo đường tăng cetone v.v. hoặc là những cái biến chứng cấp tính như là hạ đường huyết cấp tính mà có thể gây ra chết người. Người ta lo lắng về tài chính cũng như là chi phí trị liệu. Bản thân người bệnh thì cảm thấy tự ti, cho rằng mình là một người bệnh, mình là một người yếu, mình là một người có thể bám víu vào những người khác ở trong gia đình cũng như trong xã hội, nó không có được tự tin nữa. Họ cảm thấy là mất tự do trong cái quá trình sinh hoạt ở trong cuộc sống của mình, vì lý do là nhiều cái kiêng khem cũng như là nhiều cái chương trình cũng như là những cái quy tắc ở trong cái chẩn đoán và điều trị và những cái theo dõi làm cho họ cảm thấy là không có được thoải mái. Và họ cũng bị những áp lực từ cái kỳ vọng, cái mong muốn của gia đình và xã hội, mong muốn của thầy thuốc ở trong cái việc mà làm sao phải kiểm soát cái đường huyết tốt cũng như là kiểm soát các cái biến chứng để nó không có xảy ra, cũng như là giữ gìn cho cái chất lượng cuộc sống của người đái tháo đường nó thiệt sự là tốt. Nhiều người thì lại cảm thấy là bị cô đơn hay là bị cô lập, mình giống như mình bị bỏ rơi khi mà mình vướng phải cái bệnh này. Và khá là nhiều người bệnh nhân họ cảm thấy rằng họ bị lo phiền, đưa đến những cái rối loạn khác, người ta gọi là rối loạn lo, hoặc là cái rối loạn trầm cảm, hoặc là một cái số những cái rối loạn tâm thần khác. Như vậy thì thông thường là chúng ta có hai cái loại đái tháo đường type 1 và đái tháo đường type 2. Thì kể cả đái tháo đường type 1 và đái tháo đường type 2 thì cái người mắc các cái vấn đề tâm lý, đặc biệt là trầm cảm, nó cũng đều rất là cao so với lại cái nhóm người mà không có bệnh lý đái tháo đường. Và bất kể ở cái nhóm đái tháo đường type 1 ở người trẻ cũng như tại đái tháo đường type 2 thì cái
khả năng mà rơi vào cái trầm cảm rất là cao và có thể là đưa đến những cái chất lượng cuộc sống cũng như nó rất đi xuống, và thậm chí là họ sẽ có tăng cái tỷ lệ mà tự tử vì lý do là trầm cảm. Thế thì chăm sóc sức khỏe tinh thần rõ ràng là phải làm cho cái tinh thần của người ta tốt lên, để cho những cái yếu tố về tâm lý đó nó không còn trở thành nặng nề nữa, mà để cho cuộc sống tinh thần của người ta nó thiệt sự là thoải mái và họ tham gia vào các quá trình trị liệu ở trong cái thể chất cùng với các cái chuyên gia cũng như các cái bác sĩ, các cái điều dưỡng để mà họ chăm sóc cái sức khỏe thể chất của họ tốt lên, thì đó là cái điều rất là quan trọng. Như vậy thì cái chăm sóc sức khỏe tinh thần đó nó nằm ở trong một cái chiến lược chung, nằm ở trong một cái bối cảnh chung, trong cái hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân đái tháo đường, chứ không nằm riêng ở bên ngoài. Một cái điều trị lâu nay cho người đái tháo đường, nếu mà mình không có chú ý tới sức khỏe tâm thần hay sức khỏe tinh thần, cũng như không có chú ý tới cái mối quan hệ xã hội kia v.v. mà mình chỉ chú ý tới cái vấn đề mà thể chất, bệnh tật không, thì rõ ràng là cái kiểm soát nó đường huyết cũng như là cái chất lượng cuộc sống của người bệnh nó không có tốt. Vậy để hỗ trợ cho toàn diện cho bệnh nhân đái tháo đường thì cái việc đầu tiên chúng ta cần thiết phải giáo dục cái nhận thức cho người bệnh thiệt sự là tốt về cái việc chẩn đoán, hiểu biết về cái bệnh đái tháo đường này nó như thế nào, nó diễn tiến ra làm sao, có thể là có những biến chứng gì. Nói như vậy không có nghĩa là mình hù bệnh nhân, mà để cho người ta phải thiệt sự là hiểu biết, và người ta biết rằng đái tháo đường nó chỉ là một cái vấn đề mà khi mà mình không biết nó đó thì mình mới sợ đưa đến những biến chứng, chứ còn mình biết nó rồi, mình kiểm soát nó tốt rồi thì nhiều khi nó đem lại cái chất lượng cuộc sống của mình còn rất là tốt. Khá là nhiều người nổi tiếng ở trên thế giới họ cũng bị đái tháo đường nhưng mà cái chất lượng cuộc sống họ rất là tốt. Nhiều những cái ca sĩ cũng như là những cái nhà quản lý hay là những cái chính khách lớn họ cũng đã từng bị đái tháo đường, nhưng mà có được một chất lượng cái việc giáo dục nhận thức và kiểm soát cái sức khỏe họ tốt một cách toàn diện thì họ vẫn sống rất là tốt và có được một cái chương trình hành động cũng như là cái thành công ở trong cuộc sống rất là nhiều. Vậy thông thường cái người bệnh họ có những hành vi có khi nó không có trúng, họ có một thái độ sợ sệt, nhưng mà theo một cái phương pháp gọi là trị liệu nhận thức hành vi, đó là một phương pháp rất là quan trọng ở trên thế giới bây giờ đang áp dụng cho các cái nhà tâm lý, họ rất là hay dùng, đó là họ tập trung nhiều ở trong cái phần nhận thức. Khi mà thay đổi nhận thức, điều chỉnh nhận thức tốt rồi thì cái thái độ cũng như cái cảm xúc của người bệnh nó sẽ được tốt lên, họ sẽ không còn sợ sệt, không còn lo lắng nữa, thì cái hành vi của họ nó sẽ đúng đắn hơn. Như vậy thì phương pháp CBT là tập trung nhiều nhận thức và nhận thức. Vậy trong cái nhận thức thì chúng ta sẽ phải giáo dục cho cái người bệnh phải hiểu rõ về cái bệnh của mình và cái cách thức sống với nó như thế nào cho nó tốt. Xây dựng cái lối sống, thói quen lành mạnh, cũng như là hướng dẫn những kỹ thuật quản lý căng thẳng, rồi hỗ trợ từ phía gia đình và xã hội, rồi phát hiện và trị liệu tâm lý cho những cái người mà có những rối loạn tâm lý và tâm thần đi kèm. Thế thì cái chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cái người bệnh đái tháo đường thì chúng ta cần làm những công việc gì? Thường thì ở tại Bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi là khi chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường là chúng có một cái nhóm, chứ không chỉ riêng đơn độc các bác sĩ điều trị, mà cũng không có riêng gì các chuyên gia tâm lý hoặc là các chuyên gia xã hội, mà chúng tôi tập hợp thành một cái đội. Người bệnh vào thì chúng tôi sẽ được nhận diện và đánh giá các vấn đề sức khỏe về tinh thần, có thể ở ngay trực tiếp ở tại cái phòng khám về nội tiết, quét ra vào rất nhanh để xem coi người bệnh nó có trục trặc gì vấn đề gì tâm lý hay không. Nếu có thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn để mà đưa đến các cái chuyên gia tâm lý của chúng tôi ở ngay tại bệnh viện để mà đánh giá, rồi để mà chẩn đoán và có một cái chương trình để hỗ trợ tâm lý, để phối hợp cùng với lại các cái bác sĩ về nội tiết cũng như các cái chuyên gia sức khỏe khác để giúp cho người bệnh được phục hồi một cách toàn diện, không chỉ riêng về vấn đề thể chất mà còn về tâm lý và xã hội. Như vậy thì cái phương pháp mà chăm sóc sức khỏe tâm thần đó, chúng tôi tập trung nhiều ở phương pháp là CBT và cái phương pháp hệ thống gia đình. CBT thì tôi nói rồi, nó tập trung nhiều cái nhận thức để điều chỉnh lại cho người bệnh. Và cái phương pháp gia đình á, thế thì đây là nó rất là quan trọng. Vì người ta thấy rằng lâu nay nếu mình chỉ giáo dục cái sức khỏe, giáo dục cái sự hiểu biết về cái bệnh tật cho riêng cái người bệnh không đó, thì cái việc mà kiểm soát cái đường huyết á, nó lại không có tốt bằng mình giáo dục chung
cho cái người bệnh, đồng thời cho cả cái gia đình của họ, để họ cùng nhau hiểu biết và cùng nhau tương trợ nhau trong cái việc chăm sóc sức khỏe, thì cái kiểm soát cái đường huyết nó được tốt hơn. Đây là một cái nghiên cứu rất là lớn ở trên khá là nhiều tài liệu mà Anh Quốc họ cũng đã đưa ra, và ở trong cái textbook năm 2024 họ cũng đưa ra. Bên cạnh đó là chăm sóc, dùng thuốc điều trị như thế nào, họ có lo lắng gì hay không, theo dõi lâu dài, hoặc là có những cái ngành nghề cùng chăm sóc khác thì cần thiết phải phối hợp. Như vậy thì trong cái việc mà nhận diện đánh giá cái sức khỏe tâm thần, đầu tiên chúng tôi vào chúng ta sẽ đánh giá cái trí nhớ của người bệnh có trục trặc gì hay không. Đặc biệt là những người mà đái tháo đường type 2, những người mà người lớn, lâu dần thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái trí nhớ của họ. Thậm chí là những người mà đái tháo đường mà nhiều năm đó thì nó có thể ảnh hưởng đến cái sa sút trí tuệ, rồi là có thể teo não ở một mức độ nhất định và trí nhớ của họ bất ổn. Giấc ngủ họ thường thường là bị trục trặc. Ví dụ như là họ đái nhiều vào ban đêm thì họ rất là khó ngủ. Như vậy thì cái giấc ngủ họ không tốt thì cũng ảnh hưởng đến cái trí nhớ, rồi ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của họ. Sáng dậy thì họ mệt mỏi, rồi cái hành vi của họ nó cũng không được ổn định, dễ cáu gắt, dễ bực bội, dễ chán nản, vân vân. Như vậy thì chúng tôi sẽ tầm soát xem coi người bệnh nó có trục trặc gì vấn đề sức khỏe tâm thần, họ có bị stress nhiều hay không, rồi họ có thật sự là bị lo âu hay không, họ có bị trầm cảm hay không, thì chúng tôi có những cái công cụ để mà sàng lọc và giúp cho cái đánh giá nó được tốt hơn. Và sau khi đánh giá xong rồi thì chúng tôi sẽ cùng nhau đưa đến một cái chương trình giúp cho cái người bệnh nó được toàn diện hơn. Ví dụ như chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt tâm lý, thì bao gồm cả cái việc mà tư vấn tâm lý cá nhân, rồi trị liệu hệ thống, rồi trị liệu nhận thức hành vi và kiểm soát stress. Tôi nhắc lại là trong cái chăm sóc cái hệ thống gia đình nó rất là quan trọng, vì lý do là chúng ta sẽ giáo dục về nhận thức cho cả cái những người trong gia đình để cùng tương trợ với lại cái người bệnh, để cùng vượt qua những cái khó khăn ở trong cái bệnh tật. Thì những người bệnh họ sẽ được vỗ về, họ sẽ được chăm sóc, họ sẽ được an tâm trong cái việc mà điều trị, cũng như là họ ít có bị tự ti. Và rất là nhiều người bệnh đái tháo đường đó, họ cảm thấy là họ bị bơ vơ, họ cảm thấy họ bị kỳ thị, giống như một người nào ở cõi khác vậy đó. Cho nên là khi có một sự hỗ trợ từ phía gia đình đó, thì họ sẽ được an tâm hơn trong cái lĩnh vực này, và cái chất lượng điều trị, chất lượng kiểm soát cái đường huyết cũng như chất lượng cuộc sống họ nó sẽ tốt lên. Và cái vai trò giáo dục sức khỏe nó cũng rất là quan trọng, đặc biệt là quan trọng. Cho nên nó là cái người thầy thuốc điều trị về đái tháo đường thì họ sẽ, đặc biệt là các thầy thuốc ở bệnh viện của chúng tôi cũng được huấn luyện để mà học cái cách để cung cấp kiến thức cho người bệnh, các cái cách mà nói lên cái biến chứng và sử dụng những cái từ ngữ nào để làm cho cái người bệnh không có bị, họ không bị chột dạ, họ có không có bị, không có cảm thấy rằng họ bị kỳ thị, và họ không có bị căng thẳng vì là thầy thuốc hù họ. Và đó là một cái chuyện là lâu nay là cái người bệnh họ cũng bị căng thẳng, không chỉ do cái bệnh của họ mà do thầy thuốc dùng những cái từ ngữ, hoặc là có những cái phương pháp trị liệu cũng như là mình dùng những cái lời nói không khéo, những cái từ ngữ không tốt và làm cho người ta lo lắng thêm. Cho nên ở đây chúng tôi là nghiên cứu rất là kỹ trong cái chuyện này để giúp cho cái người bệnh có được cái sức khỏe tốt qua cái giáo dục, cái nhận thức, duy trì về lối sống lành mạnh, ví dụ chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn, rồi là có một cái giấc ngủ đầy đủ để hỗ trợ cho cái sức khỏe tâm thần và cái thể chất của người bệnh, rồi điều trị bằng thuốc chống trầm cảm hoặc là thuốc giảm lâu mà khi mà có chỉ định, để mà cùng phối hợp với lại chuyên khoa nội tiết cũng như cái chuyên khoa khác theo dõi định kỳ, cũng như là hướng dẫn cái vận động trị liệu phù hợp cho cái người bệnh. Như vậy thì khi nào bệnh nhân đái tháo đường cần gặp tâm lý gia? Vậy thì qua quá trình mà chăm sóc như vậy đó, nếu như ở trong gia đình của mình, đặc biệt là ở những người già, ở trong những người nhà, mình thấy cái người nhà của mình là họ có cái cảm giác buồn bã kéo dài, họ cảm thấy là lo âu hay căng thẳng quá mức, họ cảm giác vô vọng hoặc là bất lực, họ cảm thấy là bị mất ngủ hoặc là ngủ quá nhiều mà nó không được khỏe, hoặc là họ cảm thấy là cái khả năng tập trung nó kém đi, rồi cái năng lượng làm việc nó không có,
hoặc là họ cảm thấy là thay đổi cái cảm xúc mà không có kiểm soát được, ví dụ như quạo vọ, la ó, hoặc là thậm chí là họ thờ ơ hay là chán nản, hoặc là nhiều khi không có hứng thú gì bất cứ một cái mối quan hệ nào hết trơn, hoặc là họ có những suy nghĩ tiêu cực cũng như là có hành vi là mong muốn tự sát rồi kia. Mà nhiều khi họ chỉ cần thoáng qua thôi, nói một câu rất là đơn giản, họ hay nói là ô thôi chán quá, thôi chết phức đi cho rồi chẳng hạn. Thì những cái chuyện nói như vậy mình đừng có tưởng là nó là chỉ thoáng qua thôi, mà có khi đó là những người ta đang chuẩn bị là tự tử đấy. Cho nên khi mà thấy như vậy thì phải thật sự là chú ý và nên đưa đến các cái tâm lý gia của chúng tôi để mà được tầm soát và để mà được chăm sóc ở trong một cái bối cảnh chung của một cái chương trình chung, nó được phối hợp chung với các cái chuyên gia về nội tiết cũng như là chuyên gia về dinh dưỡng, chuyên gia về vật lý trị liệu, chuyên gia về tâm lý để cho, và chuyên gia về công tác xã hội v.v. để cho bệnh nhân nó được có một sự chăm sóc một cách đầy đủ hơn. Gia đình thì tôi nhắc lại thì nó hỗ trợ cho bệnh nhân đái tháo đường rất là nhiều. Người ta thấy rằng những cái gia đình mà có được một cái mối quan hệ tốt đẹp, có được một sự hiểu biết về bệnh tật một cách tốt đẹp, có những cái mối quan hệ mà đặc biệt là trong hôn nhân tôn trọng lẫn nhau, không có kỳ thị đối với người đái tháo đường, không có những sợ sệt nó vô cớ vân vân, thì cái việc kiểm soát đường huyết nó thiệt sự là tốt hơn là để cho người bệnh nhân là bơ vơ họ tự quản lý sức khỏe của mình một mình. Trong nội chuyện nấu ăn thôi, thì nếu mà có một sự chia sẻ tốt trong cái phần ăn uống thì rõ ràng là cái chất lượng cuộc sống nó cũng sẽ tốt hơn. Như vậy thì hỗ trợ quản lý bệnh tật hàng ngày, chia sẻ thông tin và giáo dục về bệnh, hỗ trợ tâm lý và khuyến khích cái tinh thần của người bệnh, rồi nhận diện các dấu hiệu tâm lý bất thường, tạo môi trường sống lành mạnh và hòa hợp, giúp giảm cái áp lực về tài chính, khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội và tham gia cùng nhau, thì đó là những cái điều mà gia đình hỗ trợ cho bệnh nhân đái tháo đường rất là nhiều. Rồi là tham gia vào cái việc vận động, người bệnh đái tháo đường thì rất là cần thiết phải vận động cho nó phù hợp. Có nhiều cái cách vận động, tuy nhiên là không phải là mình muốn tập cái kiểu nào thì tập, thì cần thiết phải được một cái sự hướng dẫn cho nó đầy đủ của các nhà lâm sàng. Ví dụ như đi bộ, đạp xe, bơi lội, hay tập yoga, thể dục nhịp điệu, hay tập kháng lực, hoặc là tập thái cực quyền vân vân. Thì những cái tập này đó, cái cường độ tập ra làm sao, những người nào tập theo phương pháp nào nó phù hợp, thì các cái chuyên gia về sức khỏe của chúng tôi là có nhiều cái kinh nghiệm sẽ hướng dẫn cho quý vị. Ví dụ như bây giờ đi bộ đi, thì cái người bệnh đó, cái bàn chân của họ nó có bị tổn thương hay không, họ mang cái đôi giày gì cho nó phù hợp để nó tránh nó bị là chai chân hoặc là bị loét chân rồi kia vân vân, cái áp lực của cái bàn chân nó như thế nào vân vân, hay là họ có bị kèm thêm các cái bệnh lý về tim mạch hay không, cái cường độ tập mức độ nào cho nó vừa phải để nó không có ảnh hưởng đến cái chất lượng tim mạch hoặc là các cái bệnh lý nó đi kèm theo, thì cần thiết phải được một cái sự hướng dẫn một cách thiệt sự là rõ ràng và nó thật sự là khoa học, thì người bệnh nó mới có được một cuộc sống tốt đẹp. Và như cái phần trao đổi của thầy Nam thì cũng có nói về các cái hỗ trợ về cái lập kế hoạch trong cái lối sống của bệnh nhân đái tháo đường, điều đó rất là quan trọng. Vì cái công nghệ ngày nay nó tiến bộ rất là nhiều và nó giúp cho cái cuộc sống của chúng ta thiệt sự là dễ dàng hơn, thoải mái hơn và tiện lợi hơn. Như vậy thì đái tháo đường type 1, thì những cái người trẻ đó thì cái việc mà sử dụng các cái công nghệ nó sẽ rất là tốt, nó sẽ rất là nhanh nhạy, thì mình có thể là mình sử dụng nó thường quy hơn để mà mình có được một cái chế độ ăn uống cân bằng, có nghỉ ngơi đủ ngủ và đủ giấc, có những cái thông báo nó thiệt sự là rõ ràng về cái tiến trình của bệnh cũng như là các cái theo chỉ số cần thiết mà các nhà chuyên môn cần thiết, rồi cũng làm cho mình những cái kế hoạch về rèn luyện về tinh thần cũng như là có những cái nhắc nhở mình rất là cần thiết. Như vậy thì những người đái tháo đường type 1 thì nó thuận lợi hơn. Còn riêng những người đái tháo đường type 2 thì những người lớn tuổi đó, có nhiều khi ông bà cô chú sử dụng các cái công nghệ thông tin nhiều khi nó cũng hơi khó khăn, đặc biệt ở xứ Việt Nam của mình. Có nhiều người họ cũng ngại, không có dám dùng cái công nghệ thông tin. Thế thì người nhà của mình, nhắc lại cái sự hỗ trợ gia đình của mình đó, sẽ giúp cho cái người bệnh đó quen sử dụng cái này đi, tập quen sử dụng thì cái việc mà quản lý sức khỏe nó sẽ được tốt hơn. Như vậy tóm lại, cái chăm sóc sức khỏe tinh thần
nó là một điều rất là quan trọng và nó nằm ở trong một cái bối cảnh chung của chăm sóc sức khỏe toàn diện của cái người bệnh. Và cái vai trò người bệnh không nó chưa đủ mà phải có một sự hỗ trợ của gia đình, của bạn bè, của xã hội, của những cái chuyên gia về y tế cũng như chuyên gia về sức khỏe tâm lý và xã hội. Và đòi hỏi cái người bệnh đó phải nằm chung ở trong một cái bối cảnh đó chứ không để họ đơn độc. Và ngược lại, xã hội cũng không có nên làm cho người ta kỳ thị hoặc là làm cho người ta cảm thấy là cô đơn để người ta bươn chải ở trong cái sự khó khăn của bệnh tật. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn vẫn đã chia sẻ những cái vấn đề tôi nghĩ rằng là rất là cần thiết cho người bệnh đái tháo đường, cần phải chuẩn bị tinh thần để có thể là mình làm quen với cả những cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Thì trên thực tế trong các nghiên cứu đã cho thấy là ở cái những người bệnh đái tháo đường tỷ lệ trầm cảm cũng nhiều hơn, tỷ lệ mà rối loạn về cảm xúc rồi lo lắng cũng nhiều hơn. Như vậy trên thực tế thì chúng tôi thấy rằng là những cái rối loạn về tâm lý hoặc là trầm cảm đó nó có thể ảnh hưởng trực tiếp lên những cái chỉ số sức khỏe của người bệnh, ví dụ là đường huyết nó có thể dao động nhiều hơn, và ngay cả những cái thuốc mà bệnh nhân dùng đôi khi nó có thể nó ảnh hưởng, cho nên cần phải có những hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia như là từ thầy Mẫn hoặc là những cái thầy về chuyên gia về tâm lý khác. Thì tôi cũng xin đặt một câu hỏi để xin thạc sĩ Mẫn chia sẻ là bây giờ chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người bệnh trẻ mà bị đái tháo đường, thì khi mới bị bệnh như vậy có thể người ta chưa gặp vấn đề về tâm lý, nhưng mà nếu sau một thời gian mà không được chuẩn bị thì có thể những cái rối loạn tâm lý nó xảy ra. Như vậy làm sao mà những người bệnh đó có thể là tự nhận biết được những cái rối loạn tâm lý để cần phải đi đến gặp bác sĩ về tư vấn, và những biện pháp nào để có thể phòng ngừa những cái rối loạn tâm lý nó xảy ra? Cảm ơn thầy Nam. Thì lâu nay đó, khi mà mình điều trị đái tháo đường hay là mình được chẩn đoán đái tháo đường, đặc biệt là cái nhóm mà những người trẻ đái tháo đường type 1, thì họ quan tâm nhiều đến cái chỉ số đường huyết hoặc chỉ số HbA1c hoặc là những cái biến chứng về đái tháo đường. Tuy nhiên cái vấn đề sức khỏe tinh thần thì họ ít có quan tâm nhiều. Nhưng mà theo những nghiên cứu được đưa ra trong textbook năm 2024 thì người ta thấy rằng những người trẻ đó khi mà được chẩn đoán là đái tháo đường thì trong cái giai đoạn đầu, đặc biệt là trong 3 tháng đến 6 tháng đầu tiên đó, là họ căng thẳng dữ lắm, họ sợ dữ lắm, họ suy sụp dữ lắm ở trong cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà người ta thấy sau khoảng cỡ 3 tháng sau là họ lấy lại cái phong độ, họ hiểu biết, họ tìm hiểu và họ cảm thấy rằng ồ, đây là một cái tình trạng sức khỏe nó có thể đi theo mình suốt đời. Cho nên họ sẽ học cái cách để mà họ sống chung với nó. Thế thì thường khoảng từ 3 cho đến 6 tháng sau khi mà qua cái giai đoạn mà nó suy sụp rồi thì nó bắt đầu nó qua một giai đoạn nó ổn định hơn. Như vậy thường thường là từ khoảng cỡ 6 tháng sau khi mà được chẩn đoán thì họ sẽ bắt đầu nó phục hồi. Nhưng mà nó cũng ngược lại là khi mà nó tiếp cận như vậy so với lại người đái tháo đường type 2 thì họ lớn tuổi, họ mới tiếp cận với cái chẩn đoán là đái tháo đường, trong khi người trẻ là ngay trong giai đoạn đầu là họ đã tiếp cận rồi. Người ta gọi là họ bị phơi nhiễm nó sớm hơn với cái chẩn đoán đái tháo đường, cho nên họ lại càng bị một cái mặt khác là họ bị chịu cái áp lực đó nó sớm hơn là so với lại cái người kia. Như vậy thì những người trẻ đó, họ nếu mà không được chăm sóc tốt, không được có hướng dẫn tốt, không được giúp cho họ sống với cái tình trạng đái tháo đường này ngay từ đầu một cách đúng đắn, thì họ đã dễ rơi vào những cái nỗi cô đơn, cũng như rơi vào những cái tự ti, rơi vào những cái biến chứng về cái lo âu và trầm cảm. Vậy thì cái cách nào để mình phát hiện? Thế thì thông thường thì mình biết là những người trẻ khi mà đụng tới cái chuyện đó là họ sẽ có rồi đó. Như vậy thì những người mà đái tháo đường đó, mà đặc biệt là khi đã có chẩn đoán rồi thì nhờ dùm các cái chuyên gia giúp cho họ là phải chuẩn bị trước cái tinh thần là sẽ đối diện với lại cái chẩn đoán nó như thế nào, giáo dục sức khỏe cho người ta tốt thì nó ít có xảy ra những cái biến chứng về tâm lý nó nhiều hơn. Rồi về phía họ đó,
thì kể cả bản thân của họ cũng như gia đình, nhiều khi mình khuyên họ thôi đừng có lo hay là đừng có sợ hay là đừng có làm này làm kia, thì thật sự điều đó nó cũng không có ổn lắm. Xét về mặt cái phương pháp CBT thì mình không cần thiết phải tập trung nhiều với cái hành vi cũng như là thái độ họ, mà tập trung cho nó nhận thức họ, tức là mình sẽ giáo dục với họ cho nó tốt về mặt bệnh tật, cái tiến triển như thế nào, và đừng có hù dọa nhiều thì họ sẽ cảm thấy là họ sẽ yên tâm hơn. Bên cạnh đó thì hướng dẫn cho họ nên chăm sóc cái sức khỏe của họ, coi tiểu đường giống như là một cái vấn đề sức khỏe về mạng tính khác thôi, chứ nó không phải là gì ghê gớm lắm. Ví dụ như mình đói bụng mình phải ăn cơm, mà bây giờ mình không ăn cơm một ngày thì mình sẽ bị đói bụng, nhiều khi bị hạ đường huyết. Thì bây giờ mình bị đái tháo đường thì nó hơi nhích lên chút xíu, thì bây giờ mình sẽ cho thêm một cái miếng thuốc insulin vô để nó trở chỉnh về bình thường, thì nó cũng không có khác nhiều với lại cái người bệnh, với người bệnh, với người bất thường đâu. Và bên cạnh đó thì họ chăm sóc chung, vậy kể cả tập thể dục và điều chỉnh chế độ ăn, và có một cái lối sống tương đối là nó lạc quan, coi như là mình là một người khỏe và nó có một trục trặc chút xíu vậy thôi, thì họ sẽ đỡ bị ảnh hưởng lại cái chất lượng cuộc sống họ. Vâng, cảm ơn thạc sĩ Mẫn. Thì trong lời chia sẻ của thạc sĩ Mẫn có nói đến một cái vấn đề mà chúng tôi cũng rất là tâm đắc, là cần phải giáo dục nhận thức cho người bệnh. Thì theo cái quan điểm của chúng tôi là chúng tôi muốn là hỗ trợ cho người bệnh làm sao để có thể là hiểu rõ được cái đái tháo đường là gì, để có thể sống chung về lâu dài và có từ từ rèn luyện để có thể là có một cái khả năng tự chăm sóc mình, tự trở thành cái bác sĩ của chính mình. Đó là cái mục tiêu của chúng tôi, muốn huấn luyện cho người bệnh để người ta khi mà đã làm chủ được rồi thì người ta sẽ không có lo lắng và giảm được những cái căng thẳng, bởi vì cái gì mà không có biết là thường rất là căng thẳng. Thì cũng xin hỏi thạc sĩ Mẫn thêm một những người bệnh mà cao tuổi đó, thì thường là cái gặp mà vấn đề khó khăn là về sự hỗ trợ của những người xung quanh, đôi khi có thể nó xảy ra những vấn đề tâm lý rất nhiều. Như vậy là cái vai trò của gia đình hỗ trợ người bệnh như thế nào trong cái quá trình mà chăm sóc bệnh mãn tính như là đái tháo đường, để làm sao là giảm thiểu được cái rối loạn về tâm lý? Cái vai trò chăm sóc của cái người gia đình, ở gia đình đó, cho cái người lớn tuổi nó rất là quan trọng. Vì là cái người lớn tuổi đó thật sự là đa số khi nào họ mắc đái tháo đường đó, họ cảm thấy là họ tự ti lắm. Họ cảm thấy là ô, mình trở thành cái gánh nặng của con cái và gánh nặng của vợ chồng khi mà mình bị trục trặc như vậy. Kể cả gánh nặng về mặt sức khỏe chung, nhưng mà cũng gánh nặng về mặt kinh tế tài chính rồi vân vân. Nếu gia đình mà có lo lắng, có tiền bạc rồi kia thì không đến nổi, nhưng mà những gia đình mà gặp khó khăn thì người ta cảm thấy là mặc cảm lắm và cảm thấy là khổ sở lắm. Cho nên là người ta không có muốn khai bệnh người ta, hoặc thậm chí là thôi tôi cũng không muốn điều trị đâu, mà điều trị vậy tốn kém lắm rồi ảnh hưởng đến con cái vân vân. Vậy họ sợ con cái hay là người nhà lo lắng tốn kém, rồi họ cứ giấu bệnh, hay là họ có những trục trặc rồi họ mất ngủ mà họ cũng không có lo gì hết trơn á. Thế thì á, người nhà mình á, khi mà biết là người cái tâm lý đó của cái người bệnh thì á, mình sẽ phải chủ động, người nhà phải chủ động để hỗ trợ cho người bệnh. Hỗ trợ ở đây là mình cũng phải hỏi han thăm nom, giúp cho cái người bệnh đi khám rồi cái như thế nào, các cái theo dõi, kể cả những cái dụng cụ theo dõi, các cái thời khắc mà để đi tái khám rồi vân vân, dùng thuốc men rồi điều chỉnh chế độ ăn rồi vân vân. Nội cái chuyện bây giờ mình nấu ăn, bác sĩ đề nghị là sẽ ăn uống giảm mặn cho những người có kèm theo đái tháo đường, có tăng huyết áp, hoặc là ăn chơi bớt ngọt đi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái món ăn mà mình nói thôi cả nhà ăn vậy thì người kia cũng ăn vậy đi, thì người ta lại không được. Đó mình không biết cách chăm sóc của người bệnh, vậy thì mình sẽ cố gắng để giúp cho người bệnh sẽ nhìn thấy được rằng mình sống ở đây nè, được cái sự hỗ trợ cùng với lại mọi người khác, và đừng có trở thành cái gánh nặng, và đừng có làm cho họ cảm thấy rằng họ bị tự ái. Nó tự ái là chăm sóc cái gì đâu phải chăm sóc gì đâu, thì người nhà mình lưu tâm tới cái chuyện đó. Vậy thì bên cạnh đừng có coi người ta lúc nào cũng giống như cái người bệnh, mà hãy coi giống như là những người bình thường, nhưng mà có một sự quan sát và theo một cái lộ trình, và dùng những cái từ ngữ, những cái lời lẽ mình nói cũng phải rất là cẩn thận, chứ còn mình nói nhiều khi những cái từ nói ôi than vãn, ôi cỡ này thấy tốn kém quá, hay là thuốc thang bây giờ thấy mắc mỏi quá, thì tự động cái người bệnh người ta nghe được, là người ta cảm thấy là ồ vậy là mình là cái gánh nặng của người nhà rồi, thì người ta sẽ
người ta sẽ bị tự ái và người ta sẽ không có tốt, không có khỏe. Thì trong cái việc chăm sóc là thể chất, bệnh quản thuốc men và những cái lưu ý trong cái lời nói, trong cái mối quan hệ thì cái đó rất là cần thiết. Vâng, vâng, cảm ơn sĩ Mẫn. Thì trong quá trình mà chăm sóc và điều trị cho người bệnh đáy đường, chúng tôi thấy rằng là thực sự người bệnh đáy đường có rất là nhiều cái gánh nặng, gánh nặng về mặt bệnh lý, về thể chất và cả về mặt khó khăn trong cái cuộc sống rất nhiều. Thì tất cả những gánh nặng đó nó có thể nó dẫn đến những cái rối loạn về tâm lý. Thì những cái đối tượng mà khó khăn nhất đối với cả chúng tôi khi mà chúng tôi phải hỗ trợ đó là những người mà có nhiều cái dùng nhiều thuốc quá, đặc biệt nữa là khi phải tiêm insulin. Thì khi mà một người mà đái tháo đường mà cần phải tiêm insulin thì chúng tôi phải hỗ trợ rất nhiều. Lần đầu tiên mà bệnh nhân tiêm insulin chúng tôi có thể bỏ phải 15-30 phút gửi cho điều dưỡng, có thể là phải hỗ trợ bệnh nhân trong những cái giai đoạn đầu như vậy để cho người ta có thể tự tiêm và tiêm như thế nào cho đúng và theo dõi đường như thế nào. Chính vì vậy đó là một cái vấn đề rất là khó khăn cho người bệnh. Cho nên chúng tôi hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho các quý vị một cái vấn đề về vấn đề làm sao mà khi mà người bệnh có tiêm insulin rồi thì cần phải chuẩn bị những cái gì để có thể là người ta có thể là quen được với cả cái tiêm insulin đó, để là giảm thiểu những cái căng thẳng liên quan đến điều trị insulin. Thì hôm nay chúng tôi sẽ mời tiến sĩ bác sĩ Trần Duy Thắng trình bày về những vấn đề mà hiểu đúng và đủ về kỹ thuật tiêm insulin tại nhà để tránh biến chứng khi tiêm. Xin mời tiến sĩ Thắng. Chào quý vị khán giả. Thì như hồi nãy chúng ta cũng đã nghe Phó giáo sư Nam và tiến sĩ Mẫn đề cập đến những cái gánh nặng của người bệnh đái tháo đường. Thì chúng ta cũng thấy rằng là khi mà người bệnh bị đái tháo đường tùy thuộc vô cái đặc điểm của cái tình trạng bệnh mà người bác sĩ có thể chỉ định cho người bệnh dùng thuốc uống hoặc là cái tiêm insulin. Và khi người bệnh được cái chỉ định tiêm insulin á, thì một trong những cái trở ngại và cái lo lắng lớn nhất của chúng ta là làm sao chúng ta có thể tự tiêm insulin được, hay là cái việc tiêm insulin này phụ thuộc hoàn toàn vào những cái nhân viên y tế. Thì trong cái phần hôm nay á, thì tôi sẽ xin hướng dẫn quý vị đồng nghiệp, quý vị khán giả làm sao để chúng ta có thể tự tiêm được cái insulin tại nhà. Thì cái đầu tiên á, khi mà chúng ta coi về cái sử dụng insulin thì chúng ta cũng phải kiểm tra qua thử cái tên của cái insulin cũng như là cái liều mà chúng ta sử dụng á, theo toa thuốc có phù hợp hay không. Chúng ta cần phải rửa tay trước khi tiêm. Chúng ta phải biết cái xác định cái vị trí tiêm của chúng ta như thế nào. Ở cái vị trí tiêm đó nó có những cái bất thường nào, có những cái viêm đỏ hay là có những cái tình trạng mất chảy xước da hay không. Chúng ta phải sát khuẩn cái vùng tiêm. Và cái bước tiếp theo khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong cái tiêm insulin á, thì chúng ta sẽ thấy có những cái bước để chúng ta thực hiện tiêm. Ở đây thì tôi sẽ trình bày kỹ về cái bước tiêm. Còn đối với lại cái kim tiêm á, thì chúng ta cũng có những cái hướng dẫn tương tự, và chúng ta cũng có thể coi thêm vào những cái thông tin mà hồi nãy Phó giáo sư Nam cũng đề cập trong cái phần mà tư vấn cho người bệnh. Thì đầu tiên khi mà chúng ta lấy cái cây bút tiêm insulin á, thì chúng ta chú ý cái chuyện là chúng ta phải làm ấm và cái đồng nhất insulin. Đặc biệt là những cái insulin mà chúng ta thấy ở cái thành phần của insulin nó có cái thành phần trong và cái thành phần đục. Thì trước khi sử dụng, chúng ta phải đồng nhất insulin. Và chúng ta đồng nhất ít nhất là chúng ta phải trộn đều khoảng 20 lần để cho cái insulin trong và cái thành phần đục này được trộn đều với nhau. Sau đó chúng ta làm ấm bằng cách chúng ta để giữa hai lòng bàn tay của chúng ta và chúng ta lăn đều cho cái insulin. Cái bước kế tiếp đó là chúng ta gắn cái kim vào bút. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy thông thường thì cái cây kim mà chúng ta sử dụng đó là những cái kim mà có cái kích thước tương đối là nhỏ. Chúng ta tháo cái nắp bảo vệ của cái màng kim ra. Sau đó chúng ta để thẳng vuông góc với lại cái cây bút của chúng ta. Chúng ta để vào. Chúng ta tránh là để một cái góc nghiêng, bởi vì khi vậy thì cái đầu kim insulin nó sẽ không đâm thẳng vào trong cái cây bút của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ vặn lại. Như vậy chúng ta đã gắn xong được cái kim vào trong cái cây bút. Và sau đó thì chúng ta sẽ tháo cái nắp lớn. Và chúng ta thấy ngoài cái nắp lớn có thêm một cái nắp nhỏ để bảo vệ kim. Và bắt buộc chúng ta cũng tháo luôn. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái đầu kim nó tương đối là ngắn và nó hiện lên. Kế tiếp thì chúng ta sẽ làm cái động tác đó là chúng ta đuổi cái bọt khí và chúng ta có thể coi thử là cây bút có hoạt động hay không. Thì thông thường cái này đối với những cây bút mới chúng ta mới sử dụng lần đầu thì chúng ta sẽ thực hiện ở cái lần tiêm đầu tiên.
Còn những cái lần tiếp theo á, thì có thể chúng ta sẽ không cần phải sử dụng, không cần làm cái động tác này. Thì chúng ta thấy khi chúng ta tiêm lên á, thì có một cái giọt nước, chúng ta bằng khoảng 2 đơn vị thôi, thì chúng ta thấy có một cái giọt nước chảy lên, chứng tỏ là cái insulin này hoạt động là tương đối tốt, cái bút này hoạt động tốt rồi. Cái bước kế tiếp thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái cửa sổ để chúng ta coi cái liều tiêm. Và nếu như mà chúng ta coi vào trong cái toa thuốc của cái bác sĩ kê cho chúng ta, ví dụ như kê cho chúng ta là tiêm 12 đơn vị insulin, thì như vậy chúng ta sẽ vặn cái chùi bút này lên ở cái con số 12 đơn vị. Và chúng ta thấy là cái mũi tên mà người ta chỉ vào đúng ở như đấy trên cái hình, thì đây là 13 đơn vị á. Thì khi mà mũi tên chỉ đúng 13 đơn vị, có nghĩa là chúng ta đã vặn lên đúng cái lượng insulin mà chúng ta cần sử dụng. Và cái bước kế tiếp là chúng ta sẽ tiêm thuốc vào cơ thể của chúng ta. Thì chúng ta có những cái vị trí mà chúng ta có thể tiêm insulin. Đó là ví dụ như ở cái vùng bụng, ở cái vùng đùi, ở cái mặt sau của cái cánh tay. Thì khi mà chúng ta tiêm ở những cái vị trí đó, thì chúng ta thấy là cái cách cầm bút của chúng ta làm sao mà chúng ta cầm để khi mà cái ngón tay cái của chúng ta ấn vào cái vị trí mà cái chùi bút ở đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ đâm cây kim vào cái vùng bụng chúng ta cần tiêm. Chúng ta ấn cái bút cho đến khi mà cái chúng ta thấy là cái cửa sổ định liều trả về lại cái số 0. Và chúng ta giữ trong vòng khoảng 10 giây để cho thuốc vào hết. Rồi sau đó chúng ta sẽ rút cây kim ra trở lại. Và cái bước kế tiếp là chúng ta sẽ tháo kim sau khi sử dụng. Thì một điều chúng ta cần phải chú ý, đó là bởi vì cái cây kim thì nó nhỏ, và đôi khi á, cái tay của chúng ta hoặc là mắt chúng ta không có đủ để chúng ta thấy được cái kim. Và khi mà chúng ta thao tác, đôi khi cái tay kim nó có thể đâm vào tay mà nó sẽ gây tổn thương. Thì để an toàn thì chúng ta khi mà chúng ta cần tháo thì chúng ta cứ để cái nắp bút ở cái vị trí trên mặt bàn. Chúng ta để cái cây kim vào trong cái nắp, và sau khi nó vào kính rồi á, thì chúng ta có thể vặn lại và chúng ta tháo kim, và chúng ta có thể hủy cái kim. Thì khi hủy cái kim á, thì cái điều mà chúng ta chú ý là bởi vì là ở nhà chúng ta, nếu mà chúng ta có những cái dụng cụ để chúng ta bình để trữ những cái vật rác y tế thì chúng ta bỏ vào. Còn nếu không thì chúng ta có thể bỏ vào trong những cái chai nước suối, những cái chai mà có nắp kín. Và khi mà đầy rồi á, thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và chúng ta sẽ đưa đi hủy. Tránh cái việc mà chúng ta để cái kim này ra ngoài, nó sẽ ảnh hưởng tới cái những cái người xung quanh, và những cái người đó có thể đạt những cái vật nhọn đó có thể gây những cái tổn thương khi mà chúng ta sử dụng. Thì một số quý vị khán giả thắc mắc đối với chúng tôi là liệu nếu mà chúng tôi tiêm insulin nhiều lần thì chúng tôi có thể dùng cái kim đó để tiêm 2-3 lần, chúng tôi sử dụng lại cái kim được hay không? Và tại sao là mỗi lần sử dụng xong chúng tôi phải tháo cái kim ra sau khi cái sử dụng? Thì cái đầu tiên chúng ta thấy rằng là ở mỗi cái lần sử dụng á, bắt buộc chúng ta phải tháo kim. Bởi vì nếu mà chúng ta không tháo kim á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi cái nhiệt độ giảm á, thì cái insulin có cái khuynh hướng co lại, và do đó nó làm cho cái không khí xâm nhập vào cái ống insulin và nó sẽ tạo ra những cái bọt khí. Nếu mà ở cái nhiệt độ nóng hơn á, thì cái lượng insulin nó sẽ phình ra, và như vậy nó sẽ bị rò rỉ ra ngoài theo cái đường kim gắn trên cái bút tiêm. Chính vì cái lý do đó mà sau cái mỗi lần tiêm á, chúng ta bắt buộc chúng ta phải tháo cái kim ra. Chúng ta không nên để cái kim dính vào cái bút, và như vậy nó sẽ làm hoặc là làm cho cái không khí đi vào, hoặc là làm cho cái insulin thông theo cái đường của cây kim mà dò rỉ ra ngoài. Cái thứ hai á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trước kia á, khi mà cái điều kiện kinh tế cũng như là cái vật tư của chúng ta không có đầy đủ, thì bắt buộc chúng ta đôi khi chúng ta sẽ dùng một cây kim sử dụng cho nhiều lần. Tuy nhiên mà khi mà chúng ta thấy rằng là gì, đối với những cái cây kim mà đã sử dụng trên một lần, hai lần hoặc là thậm chí 3-4 lần, thì bằng cái ống kính hiển vi phóng đại, người ta nhận thấy rằng ở cái đầu của cây kim á, nó không còn sắc bén như trước nữa, mà nó đã có những cái bị cong và bị tà rồi. Và nếu mà chúng ta cứ sử dụng nhiều lần á, thì nó sẽ gây ra hai cái hậu quả. Một á, là ở cái vị trí tim nó sẽ gây những cái bầm, những cái tình trạng gọi là loạn dương mỡ. Và cái thứ hai là khi tim vào sẽ rất là đau ở những cái lần tim sau. Do đó chúng ta nên thay cái cây kim ở mỗi cái lần chúng ta sử dụng. Cái thứ ba đó là cái vị trí trên cơ thể của chúng ta, thì những cái vị trí tim nào là phù hợp. Thì như hồi nãy tôi có đề cập, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể chọn những cái vị trí tim. Ví dụ như ở đây nó có cái những cái vị trí ở cái vùng bụng,
ở những cái vùng đùi, ở cái vùng mông, hoặc là ở một phần ba trên của cái cánh tay. Và tùy vô cái cơ thể của chúng ta khi chúng ta tiêm á, thì ngay cả ở những cái vị trí đó thì cái điều quan trọng đó là chúng ta phải cái luân chuyển cái vị trí tiêm. Ví dụ như ở cái vị trí tiêm ở cái vùng bụng á, thì chúng ta thấy chúng ta sẽ chia cái vùng bụng làm 4 phần. Và theo những cái góc tư, ví dụ như góc tư ở trên ở một bên phải, góc tư trên bên trái, góc tư dưới bên phải và góc tư dưới bên trái. Và chúng ta tiêm ở một cái vị trí đó trong một cái khoảng thời gian. Và sau đó chúng ta sẽ di chuyển qua những cái góc trên khác nhau. Và ngay cả ở một cái vị trí tiêm, ở ví dụ như ở một cái góc tư ở trên bên phải, thì chúng ta cũng thấy rằng là gì? Chúng ta phải luân chuyển ở giữa những các lần tiêm. Và ở đây thì ở đây ví dụ như chúng ta có cái sơ đồ này, thì chúng ta thấy rằng ở những cái lần tiêm khác nhau á, lần tiêm trước ở cái vị trí này, thì cái lần tiêm ở phía sau nó sẽ cách cái lần tiêm ở cái phía trước nó khoảng một cái khoảng ngón tay. Và khi chúng ta luân chuyển cái vị trí tiêm như vậy, thì chúng ta sẽ làm giảm cái nguy cơ của những cái rối loạn dưỡng mỡ, hoặc là giảm nguy cơ của cái việc mà hấp thu của cái insulin nó không có được phù hợp. Và cái kế tiếp thì chúng ta sẽ thấy rằng là quý vị khán giả cũng hay hỏi rất là nhiều là chúng ta bảo quản insulin như thế nào. Thì đối với những cái tình huống mà chúng ta thấy rằng cái cây bút insulin chúng ta mua về, khi mà chúng ta chưa mở lọ, chúng ta chưa mở cái bút tiêm ra, thì thông thường chúng ta phải giữ lạnh. Và thường chúng ta sẽ giữ trong cái ngăn mát của tủ lạnh. Chúng ta tránh là để trong cái ngăn đông, ngăn đá. Bởi vì khi chúng ta để trong ngăn đá thì nó sẽ làm hư cái cấu trúc của insulin mà chúng ta sử dụng, nó không còn được đảm bảo. Như vậy chúng ta ưu tiên chúng ta để cái insulin này trong những cái ngăn là ngăn mát, tức là những cái ngăn mà chúng ta để rau, để trái cây á, và chúng ta giữ. Và chúng ta sẽ có thể giữ cho tới cái hạn sử dụng trên cái cây bút của nhà sản xuất. Tuy nhiên khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta khui ra để chúng ta sử dụng cái cây insulin rồi á, thì như vậy tùy theo những cây bút khác nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng bắt đầu khi mà chúng ta đã khui ra và chúng ta có cái mũi tiêm đầu tiên, thì cái hạn sử dụng của cây bút này có thể trong vòng từ 4 cho đến 6 tuần mà thôi. Khi đó chúng ta không có phải theo cái hạn sử dụng của cái nhà sản xuất nữa. Và cái thứ hai thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì cây bút này có thể sử dụng được cho tới khoảng trong vòng 4 đến 6 tuần. Do đó chúng ta có thể để ở cái nhiệt độ phòng, nếu như ở phòng của chúng ta không có, hoặc là cái nơi của chúng ta không có nóng, chúng ta có thể để ở nhiệt độ phòng được. Và chúng ta có thể khi mà chúng ta đi ra ngoài á, chúng ta đi công tác hoặc là chúng ta đi du lịch, thì chúng ta có thể đem cái bút tiêm hoặc cái lọ theo cùng với chúng ta. Chúng ta có thể để trong cái túi sách, ở chỗ cái phần mát của cái túi sách. Chúng ta không cần phải đem cái hộp đựng đá hoặc là cái hộp giữ lạnh đi theo để chúng ta giữ insulin, bởi vì đó là những cái insulin mà chúng ta đã khui ra và chúng ta đang sử dụng. Cái điều chúng ta cần chú ý đó là chúng ta nên tránh cái ánh sáng mặt trời trực tiếp, bởi vì khi mà cái ánh sáng mặt trời chiếu hoặc là ở cái nhiệt độ quá cao á, thì nó sẽ làm thay đổi cái đặc điểm của insulin, và như vậy sử dụng insulin nó có thể nó không còn hiệu quả nữa. Và chúng ta cũng chú ý là như hồi nãy tôi đề cập, chúng ta tránh để trong cái ngăn đá. Đối với cái việc sử dụng insulin á, thì chúng tôi nhận thấy đa số của những cái bệnh nhân khi sử dụng có những cái lỗi rất là thường gặp. Và chúng tôi hy vọng là quý vị khán giả khi mà chúng ta theo dõi cái chương trình này á, chúng ta phải chú ý để có thể chúng ta tránh những cái lỗi thường gặp nhất. Đầu tiên á, là chúng ta thấy rằng là bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng insulin mà có cái thành phần trong và cái thành phần đục, thì cái việc mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải trộn đều cái hai thành phần với nhau để có cái hiệu quả của insulin như mong muốn á, là một cái điều bắt buộc. Đôi khi chúng ta chỉ trộn, chúng ta chỉ lắc có khoảng 2-3 cái cho có, thì như vậy cái việc cái lượng insulin trong và cái insulin đục không có được trộn đều, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái insulin. Cách thứ hai đó là chúng ta tiết kiệm, chúng ta không có thay kim sau cái mỗi lần tiêm. Chúng ta giữ cái kim đó và chúng ta sử dụng 2-3 hoặc là thậm chí 6 lần. Thì khi mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta giữ cái insulin và chúng ta để cái kim vào trong cái bút tiêm á, thì rõ ràng là có đôi khi nó sẽ làm mất cái lượng insulin nhiều hơn. Và mất cái insulin như vậy á, nó có thể làm mà cái chi phí cái điều trị nó tăng hơn. Đôi khi đặc biệt là đối với những người mà chúng ta dùng bút theo bảo hiểm y tế á, thì thông thường chúng tôi cho cái lượng insulin vừa đủ với số lần của chúng ta sử dụng. Và do đó khi mà lượng insulin mất á, thì đôi khi chúng ta sẽ không có đủ cái insulin dùng cho đến cái ngày tái khám. Và như vậy làm cho cái kiểm soát đường nó không có được tốt. Hoặc là chúng ta, bởi vì chúng ta không có thay kim á,
Do đó chúng ta sẽ thấy rằng là ở những cái lần tiêm sau thì nó dễ cái bị cái tình trạng loạn nhiễm mỡ nhiều hơn. Về đối với cái kỹ thuật tiêm á, thì một số tình huống là chúng ta thấy rằng khi chúng ta tiêm vào, chúng ta không có lưu cái kim, chúng ta không có giữ xong 10 giây sau khi chúng ta tiêm, mà thường chúng ta tiêm vào xong rồi chúng ta rút ra liền. Thì như vậy theo cái đường đi của cây kim á, thì chúng ta thấy có một cái giọt nước chảy ra, đó là cái giọt insulin mất ra ngoài cái vị trí tiêm. Như vậy cái kỹ thuật đó chúng ta tiêm insulin, chúng ta tiêm vào, nó không vào trong cái cơ thể mà đôi khi nó chảy ngược ra ngoài sau khi mà chúng ta tiêm. Hoặc là chúng ta ít cái đổi chỗ tiêm. Thông thường á, chúng ta hay tiêm insulin một cách gọi là xoay trở. Một số người quen với thói quen là tiêm cái vùng quanh rốn. Do đó chúng ta cứ tiêm đều quanh cái vị trí rốn á, thì như vậy nó sẽ tạo thành một cái đường loạn dưỡng ở xung quanh cái rốn. Do đó chúng ta chú ý là ở vùng bụng chúng ta có thể chia làm 4 vùng, và chúng ta có thể tiêm ở bất kỳ cái vùng ở từng vùng, và chúng ta có thể xoay chuyển, không nhất thiết chúng ta chỉ tiêm cách rốn ở một cái khoảng cách định. Và có một số trường hợp thì hơi hạn hữu, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là gì, chúng ta không có tháo cái nắp nhỏ kim để bỏ đi, và chúng ta vẫn giữ cái nắp kim và chúng ta tiêm, thì chúng ta biết chắc là nếu mà chúng ta giữ như vậy thì chắc chắn là cái insulin nó sẽ không vào cơ thể của chúng ta. Như vậy là đó là lý do chúng ta thấy sau khi tiêm mà cái đường huyết của chúng ta nó vẫn còn rất là cao. Ngoài ra thì đây là một số cái hậu quả của cái việc mà chúng ta thấy tiêm insulin không đúng. Như cái hình của bên tay trái mà quý vị khán giả chúng ta thấy á, khi mà chúng ta không có luân chuyển vị trí tiêm hoặc là chúng ta sử dụng cái kim cũ nhiều lần, nó sẽ gây ra những cái vùng loạn dưỡng mỡ. Và ở bên phải thì chúng ta thấy là do chúng ta tiêm cứ điều cách rốn ở một khoảng cách, thì như vậy cái vùng bụng đó nó giống như là cái bánh donut á. Chúng ta thấy những cái vết kim nó tràn trịch xung quanh ở một cái vị trí nhất định ở cái vùng quanh rốn. Như vậy chúng ta chú ý khi mà chúng ta tiêm á, thì chúng ta phải di chuyển cái vị trí tiêm cho nó phù hợp. Và đây là những cái thông tin về cái việc mà chúng ta sử dụng insulin làm sao cho nó phù hợp. Và chúng ta cũng có thể dễ dàng chúng ta tiếp theo dõi tiếp cái thông tin này qua những cái trang web chính thống. Ví dụ như hồi nãy Phó Giáo sư Nam đề cập, ví dụ của khoa nội tiết, người ta ví dụ, hay là những cái chương trình dành cho những cái bệnh nhân. Ví dụ như ở đây là chúng ta thấy có cái mã QR code cho cái chương trình Hello Tip One, và chúng ta có thể quét cái mã này để chúng ta có thể chúng ta biết được cái cách sử dụng insulin cũng như tiêm insulin như thế nào cho phù hợp. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Tiến sĩ Thắng. Thì những cái phần chia sẻ của Tiến sĩ Thắng tôi cho rằng là cần thiết cho các quý vị khi mà đang sử dụng tiêm insulin để có thể thực hiện đúng. Thì đối với cả những cái tiêm insulin có thể là một mũi một ngày, hai mũi một ngày hoặc là ba mũi một ngày, thậm chí có một số người là bốn mũi một ngày, thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái đó là cũng là một cái gánh nặng rất lớn, và nếu không thực hiện đúng thì nó có thể dễ dàng nó gây ra những cái hậu quả, ví dụ như là có thể nó gây nhiễm trùng hoặc là chai ở cái vùng tiêm. Chúng ta có thể hình dung ra một người ví dụ một ngày tiêm hai lần chẳng hạn, thì một năm 365 ngày thì có thể nhân lên cỡ khoảng trên 700 lần tiêm. Như vậy nếu mà tiêm không đúng kỹ thuật đó, thì đó có thể nó xảy ra những cái hậu quả rất là phiền phức. Thì cũng xin Tiến sĩ Thắng chia sẻ một cái vấn đề mà trên phòng khám chúng tôi thường gặp, là bệnh nhân thường là rất là sợ tiêm, rất là sợ đau. Như vậy là làm sao để có thể là có kỹ thuật tiêm đúng mà có thể nó không gây đau cho người bệnh, để người bệnh có thể bớt sợ hãi. Thì chúng tôi cũng hay gặp trong cái thực tế mà chúng tôi khám chữa bệnh, đó là khi người bệnh được bác sĩ tư vấn về cái việc tiêm insulin thì thường người ta rất là sợ, tại vì người ta sẽ không biết là người ta sẽ tiêm như thế nào, và cái việc mà tiêm insulin đó người ta có thể tự làm ở nhà được hay không. Do đó chúng tôi thường có cái chỉ định ban đầu là những cái loại insulin mà đơn giản, có thể tiêm một lần một ngày trước, và chúng tôi thường sẽ hướng dẫn người bệnh là có thể tự mua cái cây bút lên, và chúng tôi sẽ hướng dẫn người bệnh tự tiêm cái mũi đầu tiên ở ngay trong cái phòng khám. Và khi người bệnh đã có thể tự tiêm được cái mũi đầu tiên ở cái phòng khám rồi á, thì có thể về nhà người ta sẽ có một cách gọi là tự tin hơn trong cái việc tiêm insulin. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái đau của cái việc tiêm insulin á, chủ yếu là tới từ những cái nguyên nhân là như nãy đề cập, có thể là chúng ta dùng cái kim nhiều lần, và ở những cái lần sau á, thì bởi vì cái mũi kim nó không có được sắc bén nữa thì nó sẽ gây đau cho người bệnh.
Cái thứ hai có thể là khi mà chúng ta lấy cái insulin từ trong cái tủ lạnh ra và chúng ta tiêm liền mà chúng ta chưa có làm ấm và làm đồng nhất, thì cái lạnh đó của cái đầu khi mà tiêm insulin lạnh cũng có thể gây đau. Một cái yếu tố khác đó là nếu mà chúng ta dùng cồn để chúng ta sát trùng da thì chúng ta cũng cần để ý là chúng ta phải để cồn cho thật khô và khi đó chúng ta mới tiêm. Và như vậy chúng ta thấy cái mũi tiêm mà thực tế á, thì đa số chúng ta dùng cái kim mà với cái kích thước nhỏ thì hầu như nó sẽ không đau. Còn đôi khi một số trường hợp chúng ta dùng những cái kim lớn mà cái kim không phải dùng cho những cái tiêm insulin á, ví dụ như cái kim chất thuốc mà chúng ta tiêm insulin á, thì những cái kim đó sẽ gây đau rất là nhiều. Vâng, cảm ơn Tiến sĩ Thắng với cả những chia sẻ rất là cần thiết cho người bệnh đái đường. Tiếp theo chương trình thì chúng ta đến với chuyên mục mà giao lưu trực tuyến. Thì hiện nay chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi từ quý vị khán giả gửi lên. Thì câu đầu tiên thì tôi xin hỏi Tiến sĩ Thắng là có một người bệnh có hỏi là tôi 68 tuổi, bị bệnh tiểu đường type 2, uống thuốc trên 30 năm. Xin hỏi bác sĩ tôi có cần đổi sang tiêm để tránh hại thận hay không? Xin cảm ơn. Xin mời Tiến sĩ Thắng. Cảm ơn bác. Thì đối với những cái bệnh lý cụ thể thì người bác sĩ khi thăm khám sẽ xem xét thử là người bệnh đó có cần phải điều trị với lại insulin hay không. Thì thông thường á, nếu như mà là cái kiểm soát đường của bác tốt, tức là với thuốc viên bác có thể kiểm soát được đường trong mục tiêu và bác không có những cái chống chỉ định của những cái thuốc viên, ví dụ như không có bị suy thận, không có bị tổn thương chức năng gan nặng, thì khi đó bác vẫn có thể tiếp tục với lại thuốc uống được. Trừ khi bác có những cái chống chỉ định hoặc là cái kiểm soát đường bác không tốt thì khi đó bác sĩ sẽ chỉ định cho bác sử dụng insulin. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, tiếp theo thì có một câu hỏi từ một người khán giả là bệnh viện có thể chia sẻ thêm những kênh YouTube có độ tin cậy về hướng dẫn tiêm insulin đúng cách cho người bệnh không ạ? Xin cảm ơn. Xin mời Tiến sĩ Thắng có thể chia sẻ một số thông tin về kênh YouTube. Thì chúng ta có những cái nếu mà chúng ta lên YouTube thì chúng ta có cái trang web của cái kênh của Bệnh viện Đại học Y Dược và ở trên đó, hoặc là chúng tôi cũng có xây dựng của cái khoa nội tiết. Thì qua trên đó chúng tôi có những cái video về cái việc là hướng dẫn về cái tiêm insulin, hướng dẫn về cái thử đường huyết tại nhà, hướng dẫn về cái cách chăm sóc bàn chân, vân vân. Thì chúng ta có thể theo những cái thông tin ở trên chính thống của bệnh viện để chúng ta có thể có những cái thông tin một cách đầy đủ và chính xác. Vâng, xin cảm ơn Tiến sĩ Thắng. Thì tiếp theo tôi cũng xin nêu một số câu hỏi, xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn trả lời là về cái việc mà ứng dụng công nghệ để có thể là hỗ trợ trong cái việc mà để quản lý bệnh và làm sao mà cho nó giảm thiểu được cái căng thẳng và stress đó. Thì như vậy cái vai trò công nghệ trong cái thời buổi hiện nay á, thì nó có vai trò lợi ích như thế nào và có những cái có thể là có những tác hại gì hay không ở trên cái tâm lý của người bệnh? Cảm ơn Phó Giáo sư Nam. Cái công nghệ thông tin thì nó là một cái người bạn đồng hành và nó giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó được thuận tiện hơn. Trong đó có cái việc mà giúp cho cái người bệnh đái tháo đường sử dụng những cái thiết bị công nghệ thông tin. Thiết bị đó nó sẽ mang lại cái lợi ích trong cái việc hỗ trợ cho cái người bệnh rất là nhiều. Tuy nhiên nó cũng vẫn có những cái mặt trái của nó. Thế thì phần lợi ích đó, thường là nó nhiều hơn là so với lại cái phần mặt trái. Cái lợi ích đó ở cái chỗ là đặc biệt là nó giúp cho cái người bệnh đó là họ sẽ lên một kế hoạch để mà có thể là chăm sóc cho nó tốt hơn. Tất nhiên ngay cái lần đầu tiên thì hoặc là những lần đầu tiên nó có hơi khó khăn, nhưng mà thay vì mình làm ở trên giấy mình phải nhớ đồ này nọ thì nó rất là khó khăn, trong khi công nghệ thông tin mình làm là nó giúp cho mình sẽ lên một kế hoạch một cách rất rõ ràng. Đặc biệt cái kế hoạch, ví dụ như kế hoạch theo dõi cái đường huyết như thế nào, chăm sóc trị liệu ra làm sao trong cái việc mà thể chất, rồi theo dõi về cái trị liệu hàng ngày, rồi theo dõi về cái việc mà điều chỉnh cái chế độ ăn uống, điều chỉnh cái chế độ tập luyện, vân vân, tất cả những cái thứ mà gọi là lên kế hoạch đó, thì công nghệ thông tin nó giúp rất là tốt. Rồi nó sẽ báo cho mình những cái gọi là những cái cảnh báo, nhắc nhở cho mình để mà mình thực hiện cho nó tốt hơn.
Thế thì cái người mà đái tháo đường đặc biệt là cái người lớn tuổi đó, thì mình biết rằng họ có thể ảnh hưởng đến cái trí nhớ. Và những người đái tháo đường thường thường luôn luôn ảnh hưởng tới cái giấc ngủ. Do người ta đái nhiều quá, ban đêm ta ngủ không được. Thế thì cái trí nhớ nó sẽ bị trục trặc. Mà trí nhớ bị trục trặc, thậm chí là nó kèm theo cái sa sút trí tuệ nữa. Thế thì cái công nghệ thông tin nó giúp cho mình giống như là nó nhớ phụ mình, để cho nên mình đừng có quên những chuyện này chuyện nọ. Tới giờ đó thì nhắc cho mình làm chuyện này chuyện nọ, kể cả việc dùng thuốc và theo dõi vân vân, thì nó rất rất là cần thiết. Và nó ghi nhớ lại những cái thông tin của máy móc, để cho khi mà mình gặp bác sĩ mình trao đổi, ok, tôi cái thuốc của tôi như thế này, tôi điều trị này, đường huyết nó như thế này này này, thì mình không có sợ là mình quên những thông tin đó, thì nó giúp cho cái việc điều trị nó sẽ được có chất lượng tốt hơn. Vậy thì công nghệ thông tin nó nhớ dù nó nhớ phụ giùm mình và nó nhắc nhở mình, đó là cái điều rất là tốt. Tuy nhiên một số người thì thực sự là sử dụng cái thông tin, công nghệ thông tin nó cũng hơi bị khó khăn, nhất là những người già, những người không có thích xài công nghệ thông tin thì họ ngại. Thì họ ngại khi mà họ mình đề nghị họ sử dụng thì họ lại càng cảm thấy căng thẳng hơn nữa. Hoặc là khi mà không có ai hỗ trợ đó, đặc biệt là ở người nhà cũng mù mờ về cái thông tin, công nghệ thông tin đó, thì không có ai hỗ trợ, mà có cái thiết bị ở đó họ cũng không biết làm sao họ làm. Họ bị bối rối lắm, cho nên họ dễ cái bị căng thẳng hơn nữa nếu như họ sử dụng không tốt. Như vậy là có cái phương tiện, có những cái công cụ, nhưng mà phải được cái sự giáo dục hướng dẫn cho nó kỹ lưỡng và có sự hỗ trợ chung của những người xung quanh, thì cái công nghệ thông tin nó thiệt sự là một người bạn tốt đối với mình. Tất nhiên là nó cũng có chút tốn kém, nhưng mà mình nhìn nhận chung trong một cái tổng thể chăm sóc thì thật sự là công nghệ thông tin nó sẽ càng ngày càng giúp cho mình tốt hơn. Dạ, cảm ơn thạc sĩ Mẫn. Thì có một cái câu hỏi tôi cũng xin nêu để nhờ tiến sĩ Thắng sẽ hướng dẫn, là người bệnh đang sử dụng cái đo đường huyết mao mạch, tức là bấm đầu ngón tay ấy, thì có nên chuyển sang sử dụng công nghệ mới như là cái máy theo dõi đường huyết liên tục hay không? Hay là phải dùng cả hai? Xin mời tiến sĩ Thắng. Dạ. Thì cái câu này chúng tôi cũng hay thường gặp, đó là chúng ta biết rằng là đối với những cái máy mà theo dõi đường huyết liên tục á, cho chúng ta được cái thông tin đường huyết trong vòng 24 giờ, và như vậy thì những ai sẽ có những cái lợi ích lớn nhất khi mà chúng ta sử dụng cái thiết bị này? Thì đầu tiên đó là những cái người mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 1 hoặc là đái tháo đường tiếp 2 mà sử dụng insulin nhiều mũi. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng insulin nhiều mũi á, thì chúng ta cần phải theo dõi đường huyết một cách chặt chẽ hơn. Cái thứ hai đó là những bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng là có cái nguy cơ hạ đường cao, hoặc là có những cái tình trạng hạ đường nhiều lần trong quá khứ. Ví dụ như là đặc biệt là những cái người làm những cái ngành mà cò lại hỏi cái nghề nghiệp chính xác, thì như vậy chúng ta phải chú ý những cái nguy cơ như vậy, thì nó sẽ làm gia tăng cái nguy cơ hậu quả của cái tình trạng hạ đường. Hoặc là một số cái tình huống á, thì ngoài cái tình huống đó thì chúng ta thấy là những cái người mà đường huyết kiểm soát kém và cái dao động đường huyết rất là cao, thì trong những cái tình huống đó thì cái theo dõi đường huyết liên tục có thể giúp cho chúng ta những cái thời điểm nào đường huyết cao, hoặc là những cái thời điểm nào cái đường huyết nó nằm trong cái giới hạn bình thường, để chúng ta điều chỉnh cái chế độ ăn và cái lối sống cho nó phù hợp. Và cuối cùng thì chỉ cái này là cái lựa chọn một cách không phải là bắt buộc, mà có thể là tùy chọn. Khi mà chúng ta muốn biết cái ảnh hưởng của cái chế độ ăn, ảnh hưởng của cái sinh hoạt cũng như là thuốc uống lên cái đường huyết như thế nào, thì chúng ta cũng có thể chúng ta cân nhắc chúng ta sử dụng cái đường huyết liên tục. Thông thường á, thì chúng ta biết rằng là mỗi cái thiết bị sẽ có những cái ưu và những cái nhược điểm riêng. Và như vậy tùy thuộc vào cái đặc điểm của người bệnh mà chúng tôi có thể tư vấn để chúng ta có thể có những cái cách sử dụng một cách phù hợp, nó phù hợp với lại cái kinh tế cũng như là để hiệu quả cao. Đối với những cái bệnh nhân mà đang sử dụng bằng cái đường huyết liên tục thì chúng tôi cũng khuyên có những cái thời điểm chúng ta cũng phải thử đường mao mạch để chúng ta xác định lại là cái đường huyết liên tục ở cái thời điểm đó có phù hợp với lại cái đường của chúng ta hay không, nó có bị dao động hay không. Đặc biệt là khi máy báo những cái chỉ số thấp thì khi đó chúng ta bắt buộc chúng ta phải thử lại cái đường mao mạch để chúng ta xác nhận là cái tình trạng thấp đó là đúng và chúng ta cần phải xử trí sớm. Cảm ơn tiến sĩ Thắng. Vì thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin kết thúc cái phần giải đáp câu hỏi của quý vị khán giả.
Và tôi cũng hy vọng rằng thông tin của cái buổi tư vấn online hôm nay cũng đem lại những cái thông tin để giúp cho quý vị có thể tự chăm sóc bệnh đái tháo đường của mình một cách tốt hơn để có được một sức khỏe toàn diện về thể chất, tinh thần và xã hội. Và tôi cũng xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Minh Mẫn cùng tiến sĩ bác sĩ Trần Vĩ Thắng đã tham gia với chương trình và cung cấp những thông tin rất hữu ích cho chúng tôi để có thể đưa đến cho khán giả và các quý vị có thể có những cái thông tin để sử dụng hàng ngày. Xin chào tất cả các quý vị. Chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý đái tháo đường, chăm sóc sức khỏe toàn diện và tinh thần vững vàng được thực hiện bởi Trung tâm Truyền thông và Khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với đơn vị đồng hành là Công ty trách nhiệm hữu hạn Embecta Việt Nam và Công ty Abbott Việt Nam. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên fanpage và YouTube của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Để biết thêm các thông tin mới nhất về chăm sóc sức khỏe, quý vị hãy theo dõi hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện, bao gồm kênh YouTube, Zalo, Fanpage và website nhé. Tất cả các đường liên hệ thống sẽ được hiển thị ở phần miêu tả bên dưới. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và gửi câu hỏi về cho chương trình của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.